Lộc Phu Hô vượt hàng trăm cây số vào Đà Nẵng xin lỗi vợ. Những ngày qua, Kim Thủy, bà xã Lộc Phu Hô, làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt khi cô liên tục có những chia sẻ tâm trạng trách mắng chồng vô trách nhiệm. Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, à rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có bản thân mình là thiệt thòi. Hay sợ nhất đàn ông tồi mà cứ lên mạng cho mình là tốt, là những chia sẻ gây chú ý của Thủy. Dưới tin đồn đổ vỡ cũng như để cứu lại cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ, Lộc Phu Hô chia sẻ clip tiết lộ đã giải quyết xong mọi hiểu lầm với bà xã. Mở đầu clip, hiện tượng mạng họ Phạm cho biết mới từ Hà Nội về Bình Định. Về đến nơi, anh mới biết bà xã và em vợ đi Đà Nẵng. Lộc sau đó chạy xe hàng trăm cây số vào đây để làm hòa với Thủy. Gặp vợ, thầy Lộc liên tục giải thích rằng anh đi đám cưới kết hợp làm ăn. Thủy sau đó vừa khóc vừa cho biết mình không ghen, chỉ trích chồng vô tâm khi ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 không được một lời chúc lại chụp ảnh với cô gái khác. Điều này đã khiến cô cảm thấy buồn, tủi thân. Bị vợ trách, Lộc giải thích trước giờ bản thân không biết lãng mạn. Hiện tượng mạng sinh năm 1994 cũng khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm, không có chuyện vợ chồng anh sẽ bỏ nhau. Nói về bức ảnh chụp với người phụ nữ khác, Lộc Phu Hô cho biết do trước giờ toàn bị dân mạng ghép ảnh với người này nên anh mới chụp chung để chiều lòng dân tình. Cuối cùng, Lộc Phu Hô nói lời xin lỗi bà xã và còn dành cho Thủy nụ hôn má. Liên hệ với Lộc Phu Hô để tìm hiểu thực hư, anh cho biết Kim Thủy có tính hay ghen nên khi thấy anh chụp hình cùng một cô gái khác, vợ đã tức giận. YouTuber 9X khẳng định cô gái kia là vợ của Huấn Hoa Hồng. Mọi người có dịp gặp gỡ ăn uống với nhau nên chụp chung tấm hình kỷ niệm. Tôi chỉ nghĩ là chị em chụp vui thôi chứ không có gì. Anh Huấn cũng ngồi ở đó, em vợ tôi cũng có mặt, Lộc Phu Hô nói. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại chia sẻ và ghép ảnh này thành nhiều kiểu cặp đôi tình tứ nhạy cảm khác. Nam YouTuber trả lòng, tôi vốn không phải là người lãng mạn gì, trong khi đó, vợ tôi lại thích được tặng quà ngày lễ. Vì thế cô ấy ghen, đồng thời trích chồng đăng ảnh chụp chung với người phụ nữ khác trên tường nhà. Bữa giờ báo chí cũng đang nói này nọ, cô ấy càng buồn và chê trách tôi trên mạng xã hội. Tôi cũng buồn lắm mà thôi kệ. Lộc Phu Hô tâm sự, việc này ảnh hưởng khá nhiều đến anh những ngày qua. Vì anh lên mạng không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn để kiếm tiền lo cho gia đình. Trước những nghi vấn cho rằng Lộc Phu Hô đổi đời rồi bỏ vợ con, anh cười và cho biết thu nhập từ YouTube tháng này của Lộc là 7 triệu đồng, khiến không ít người bất ngờ, không tin. Để chứng minh, anh đã quay màn hình hiển thị thu nhập của mình, đồng thời khẳng định mỗi tháng đều bị trừ hơn 10% thuế và chi phí quay video. Nam YouTuber vẫn phải chăm chỉ làm việc để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, chứ không giàu sang như dân mạng đồn thổi. Trước đây, Lộc Phu Hô thừa nhận thu nhập từ YouTube là nguồn kinh tế chính của gia đình anh. Anh từng thực hiện nhiều video công khai doanh thu từ kênh YouTube cá nhân. Trong đó, tháng cao nhất là 200 triệu, còn trung bình rơi vào khoảng 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi tên tuổi của Lộc ngày càng nổi tiếng, lượt xem tăng, thì số tiền anh nhận được từ mạng xã hội video lớn nhất thế giới ngày càng cao. Lộc Phu Hô từng chia sẻ số tiền mà anh cho vợ mỗi tháng là khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, bài đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội cũng giúp anh mang về số tiền kha khá, cũng do vợ quản lý. Lộc Phu Hô là hiện tượng mạng nổi tiếng, nhiều kỷ lục livestream với 314.000 người xem cùng một lúc. Từ chàng trai phụ hồ, anh phấn đấu để thoát nghèo nhờ phát triển nội dung trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok. Hồi tháng 3 năm 2021, anh kết hôn với Kim Thủy quê Bình Định, cũng là một YouTuber. Hiện tại, người hâm mộ của Lộc Phu Hô vẫn hy vọng hai vợ chồng có thể tháo bỏ được hiểu lầm, trở về hạnh phúc như xưa để cùng nhau làm ăn, thực hiện nhiều video tích cực cho khán giả.